Hello everybody, welcome to HeoVKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HeoVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game tiên ma ha. Đó là con NaTra Ma Đồng ha. Nào, con này thì chắc là không xa lạ gì với nhiều anh em này ha. Ngày xưa thì lúc mà em nó còn lớp chớm ở bên Trung Quốc thì thôi rồi luôn. Anh em Việt Nam là xe nhau mà chơi cái con này quá trời quá đất. Bây giờ ở Việt Nam có này nè ha. Và phiên bản này phi cực nhiều nha anh em. Đó, đầu vô chúng ta sẽ phi level 51. VIP thì chúng ta có VIP 10 nè. Đó, nhận hết kim nguyên bảo luôn. Đó, đó. Ok, thì chúng ta sẽ có 115 triệu kim nguyên bảo hường. Còn đây là 2, 4, 6, 7, 20 triệu kim nguyên bảo khóa hả? Đó. Rồi làm nhiệm vụ thì sẽ ra kim nguyên bảo. Đó. Rồi cái này nhiệm vụ hàng ngày, điểm danh hàng ngày, nhận 5 triệu kim nguyên bảo nữa nè. Đó. Rồi qua 7 ngày đồ này nọ thì nhận 10 triệu nè hả? Rất nhiều quà luôn. Rồi nhiệm vụ hàng ngày, túi đồ. Cái đầu thì nãy chúng ta có tọ kỳ, có bếp đồ này nọ, vô mở rồi. Rồi em có tướng người ta đủ tiên ma. Ok, thời trang à, thời trang Elsa hả? Hữu hộ con gì đây, tinh linh nữ hoàng nè. Đó rồi kỹ năng tọ kỳ chúng ta sẽ có gì đây, có bắt binh côn. Ok là rồi, hiện tại thì xử một mớ được ha, còn một mớ thì chị chưa có mở. Thì tiên đồng rồi cánh rồi thần binh đồ ha, đó là chưa có mở, lên level cao hơn thì nó mới mở. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin server ha. Ok là để kéo cái này lên cho nó đẹp nè, đó ngay ngắn, nhỏ lại cái. Rồi chưa rồi đó. Đây, NaTra Ma Đồng khai mở S5. Dương tiễn, thời gian ra mắt 18 giờ ngày 16 tháng 4 2022. Đây link tải game ha, fanpage đăng nhập lần đầu nhận ngay VIP 10, tặng 100 triệu kim nguyên bảo, 1 bet SSR, không thấy bet SSR nha. Code like share, 5 thẻ nạp 10k, 1 thẻ Thanos, 1 thẻ Iron Man, 1 thẻ húp. Đăng ký để nhận code like share ha. Đó. Rồi đua top lực chiến 7 ngày server, top lực chiến top 1 2 lợi bao 648k tương đương với 1 triệu 300 ngàn xu. Top 2 là 1 lợi bao 648k tương đương với 648 ngàn xu. Top 3 3 lợi bao 30 lợi bao 10k tương đương với 300 xu. Rồi top 4 đến top 10, 10 lễ bao 10k tương đương với 100 xu ha. Đó, miễn phí VIP 10, 100 triệu kim nguyên bảo. Mà bé 3S của tôi đâu, 4S tôi đâu, thấy đâu trời. Thiệt. Rồi để đi xin code like share cả nha anh em. Ok, để heo tí nào. Rồi mới đi xin code về ha. Chúng ta có một đống code luôn nha anh em. Đó. Đây code được 5-6 cái code lận, nên là tha hồ mà nhập ha. Cái này anh em muốn full code thì nhắn tin cho admin ha. Đó, còn anh em nào lười nhắn tin cho admin thì có thể ngưng video lại và ngồi nhập từ từ ha. Chịu khó nhập tay thôi chứ biết sao giờ đúng không? Đấy, ok rồi code like share luôn, lụm luôn ha. Rồi, giờ vô chúng ta sẽ coi quà chúng ta có là gì ha. Đây. Chúng ta sẽ có quà like share 50.000 kim nguyên bảo nạp. Nào, thẻ Thanos, thẻ Iron Man, thẻ húp luôn ha. Nhận miễn phí. Oh man, hôm đấy. Nào. Mấy con đó nó còn ngon hơn mấy con SSR gì nữa. À, vé ngoại trang nữa nha. Rồi ở đây chúng ta có tinh thạch thần trang và mảnh thần trang nữa nè. Đó, ok. Bản này chơi hôm nha, ngon nha. Đó. Rồi tinh thạch thần trang là hình như là ăn ở đâu ta? Quên rồi, không nhớ nữa. Mà giờ chúng ta sẽ vô ăn cái túi Kim Nguyên Bảo cái nè. Đây, tập luôn. Đó, ok. Hồi lên 600 triệu. Wow. Ok nha, ok nha. 600 triệu Kim Nguyên Bảo. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lượn một vòng coi chúng ta cắn được cái vé nạp chúng ta. Đó, cắn được cái vé nạp này ở đây. Rồi ở ngoài này có không ta? Liên nạp, thần, server, mục tiêu. Rồi như hết rồi. Cái này thì không có tính vật. Không có tính vật luôn. Cái này thì quay ra nè. Nhưng mà mấy cái này quay ra cũng không làm được gì nhiều hết à. Rồi quà nạp hả? Chúng ta không được ăn cái móc quà nạp ta. Buồn chứ vậy. Ok, nhưng mà chúng ta đã lên được VIP 12 nha. Đó, 300 triệu nữa. Đồ 976 triệu Kim Nguyên Bảo rồi anh em. Wow, gần 1 tỷ nha. Gần 1 tỷ nha. Hay, thấy hôm đấy. Ôi ơi, gần 1 tỷ Kim Nguyên Bảo nha. Ở đây chúng ta có Húp nè, Iron Man nè, Thanos nè ha. Mà đem mấy con này vô chúng ta phải kích hồn rồi cho nó. Không kích hồn thì nó xài chứ cũng không được mạnh lắm đâu. Rồi ở đây chúng ta có thời trang này, chúng ta muốn đổi cái gì đổi. Ồ, cái này tốn 5 vé hả? Ok. Rồi đây nhân vật. Chúng ta sẽ tốn cho thời trang không ta? Thời trang chứ không cần đâu hả? Đây, thời trang chắc bên đó không cần đâu. Tỏ kỳ nè. Con này đẹp nè anh em. Wow, xe luôn. Ok, chắc cái chọn cái thứ hai quá. Nào, cái này cũng đẹp nè hả. Ui, có rồng xương kìa, kích hoạt rồng xương liền. Trời ơi, rồng xương lực chiến tăng lên bẩm hồn lắm nha. Nào nào, vô tình vớ được của hôm nha. Đó, quà nạp nè, nạp nè. Đó, lụm luôn móc nạp nha. Ok la nha. Đó. Ok, ok. Quá thơm nha. Anh em nào có chơi thì tải về. Free gần 1 tỷ Kim Nguyên Bảo nha anh em. Bản này là bản free ha, chứ không phải bản chính thống ha, cũng không phải bản hâu ha. Đó. Vô nhập mấy cái code mà gần cả tỷ Kim Nguyên Bảo rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Này gì ta? Thăng cấp, thăng vị, nạp thẻ. Như nãy mình nạp thẻ mình được nhận nè. Có tiếc ghê ha. Thì đánh boss 65 hả? Ok, rồi nó chết chưa? Chắc hình như là đội mình chết hay gì á. Đây. Heo đem mấy con đó vô, heo còn chưa có nâng cái gì cho nó nữa. Ý, ở đây có con heo, con người tuyết SSR nè anh em. Nào, ngon. Rồi ở đâu ra vậy ta? Tự nhiên giờ chúng ta lòi cả hiểm được một con nữa. Ủa, đánh này lâu dữ vậy? Rồi thua nha. Đậu phòng nữa. Cái này phải đánh hấp hấp hả? Và rất đông anh em đang chơi nha anh em. Trời ơi, chạy như kiến luôn kìa. Quá trời quá đất ơi. Ồ, đánh đấu trường hả? Được 1 triệu Kim Nguyên Bảo kìa anh em. BK có bản tọa kỳ. Ok, ok. Ôm 1 triệu vẫn còn lời nha. Bỏ 1 triệu ra cho cái này thì nó vẫn còn lời nha anh em. Đó, trời ơi, Kim Nguyên Bảo đến vô tận hả. Ok, rồi nhắc lại thông tin server hả. Chúng ta có con NaTra Ma Đồng hả? Khai mở server S5 Dương Tiễn, thời gian 18 giờ ngày 10. Cái này không phải đâu, 18 giờ ngày mai á. Mai là ngày mấy ta? Ngày 23 á. Mà admin chưa có cập nhật hay gì á. Ok, vậy là XX6 nha. XX6 18 giờ ngày 23 nha anh em. Đó, tí nữa thì lầm phải không? Nãy giờ thấy có gì đó nó lấn cấn. Đây, chúng ta sẽ có X6 vào 18 giờ ngày 23 tháng 4 ha. Ok. Link heo sẽ để dưới phần mô tả, anh em nào có chơi thì tải về. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh cho anh em. Ok, bye bye.